Rồi ok nha, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về với game Phen Gia Mộng Cơ. Bây giờ trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Hôm nay chúng ta bắt đầu đủ được lên được con Ella 10 sao rồi, mình sẽ đánh anh lên 10 sao. Ở bên cạnh đó nữa đây bổ sung thêm lượng vé quay chút xíu ở trên này, nó có cái gói này thấy cũng tương đối rẻ chút thì chắc sẽ mua thêm. Ở đây là cái gói này, gói ở bên hình bên này sao nhỉ? Đây bên này có cái gói ở đây là 9 vé, 300 coin 9 vé đúng không? Thì nói chung là như vậy thì mất ở đây là mua tổng được 3 gói thì mất khoảng tầm 900. 900 được 3927 vé là cũng tương đối nhiều. Tại vì ở đây ví dụ như so với gói 4001 chẳng hạn thì 4001 nó chỉ được có 38 vé thôi đúng không? Như vậy tính như số lượng trung bình ra thì gói đấy cơ bản cũng tương đối chấp nhận được. Nên thôi để đẩy nhanh tiến độ cũng như để ăn chắc hơn chút xíu thì có lẽ mình sẽ lấy thêm cái gói này. Mình sẽ mua mắc thêm 3 gói này nhé. Sau đó ta sẽ gacha thêm chút xíu trước khi vào nâng cấp lên 10 sao. Rồi sau khi mua xong ba cái gói này rồi mình tiến hành sẽ vào chỗ gacha tí thử vận may thêm chút xíu nhé. Ở đây hiện tại đang quay ở 28 cho là 30 đi. Thì đây, phát này thứ phát thứ 40 này. Nếu mà cố gắng nổ sớm thì mình thêm một tí nữa thì mình ăn chắc được. Còn không phải chờ đợt sau nữa. Mình vẫn chưa ra được rồi. Cái này còn lẻ có 8 vé không bỏ thôi, cái này để ngày sang ngày mới mình quay tiếp. Cái này mình dùng hết số lần Nguyễn Mậu Kết Tinh rồi. Mình thích quay x10 hơn là x lẻ lẻ. Thế chỗ này hiện tại đang 48 xác suất nổ rồi đấy. Nếu mà sang ngày mới mà nổ được sơi một con phôi nữa thì ngon, thì số ngày còn lại xác suất nổ được sẽ cao hơn đấy. Còn tất nhiên là vẫn có rủi ro nhé, cái này chịu thôi. Bây giờ ta quay về cái vấn đề chính là ta ở đây chỗ này bên nhân vật, ta sẽ vào chỗ này cho vào chỗ tăng sao. Thì tăng sao ở đây hiện tại đây con này là 4 sao đúng không? Thì lần này mình sẽ hy sinh, lần trước mình định lăn tăn cái việc con Luna hoặc tạo một con mới, nhưng tuy nhiên con Luna thì vẫn tiếc tại vì vẫn là con khá là mạnh bên hệ thủy để đi cái thác thủy, nên là thôi có lẽ mình sẽ hy sinh cái bóng tối này vì bóng tối giờ mình nhiều tướng rồi. Tất nhiên là con ánh sáng bóng tối này sẽ tốn lên, sẽ tốn hơn là con hệ thường, nhưng mà thôi hy sinh nó thôi. Chứ còn đấy là cách nhanh nhất để mình có thể đạt được một cái con mà kiểu nó theo cái kiểu là 4 sao hệ bất kỳ ấy. Nhưng mà đây trước mắt ở đây nó đang đầu tiên là lấy hai con trùng nó trước này, hai con trùng nó trước ở đây có hai con dư một đúng không, tiếp tục là một con hệ bất kỳ, một con hệ bất kỳ ở đây hiện tại đấy vừa lên thêm một con đấy. À quên mất, mình đang thiếu một con hệ bóng tối bất kỳ nhỉ, nhầm nhầm. Thì từ mình ghép có một con hệ bóng tối bất kỳ đã thì sang bên bóng tối ở chỗ này đây lại lấy con này ra để ghép lên thôi, cũng là chính con này luôn. Đây một con hệ bóng tối bất kỳ thì cần một con trùng nó với một con sao hồng bất kỳ đấy. Con này nãy mình mới chuẩn bị thêm con này, phải tăng con này lên trước thì mới đủ được. Sau khi tăng cái này xong bắt đầu bây giờ mới sang mới ghép lên được, nên nãy quên mất. Đây ta chỉ có con này lại này, ta chọn hai con giống nó này, một con hệ bóng tối bất kỳ một sao hồng này, đây là con này. Thực ra chỉ có duy nhất con này là vì con khác đâu, những con khác làm gì dám vứt vào làm phôi đúng không. Tiếp tục là một con 4 sao bất kỳ nữa thì đây hy sinh con này nhé, thì làm vậy sẽ hợp lý hơn để giữ lại con Luna. Còn để lên một con mới tinh 4 sao thì chịu chết, hiện tại mình không lên được. Vì vậy sau khi lên cái này xong thì hiện tại mình bị bí đấy, là mình cũng phải chuẩn bị dần những cái phôi 4 sao lại ấy. Nếu không thì sẽ rất là khó trong quá trình nâng cấp. Còn thôi bây giờ cứ trải nghiệm cái này đã thì tăng sao cái này nhé. Đây, kiểm tra kỹ lưỡng này, nó sẽ cần hai con khai cái phôi trùng này, một cái phôi này và một cái phôi 4 sao. Tiến hành nâng cấp lên này, là mình sẽ lên được cái này 10 sao. Còn để lên 11 sao ấy, để lên 11 sao ấy thì mình sẽ cần thêm ba con trùng, thì hiện tại mình có một con, mình còn thiếu hai con nữa. Chắc chắn là ăn bảo hiểm một con rồi, nên có thể giờ vấn đề chỉ là trong 14 ngày còn lại liệu mình có ra thêm được một con nữa hay không. Còn trong 14 ngày chờ đấy thì chắc chắn là mình sẽ đủ được ba cái con một sao hồng thôi, thì ba con một sao hồng nó cũng không 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 quá khó đâu, chủ yếu để có kịp hay không nhé, thì đấy chưa biết được. Thì đấy là mình vừa nâng cấp xong cho bạn xem tí cái 10 sao. Còn sau khi trải nghiệm đánh map, đánh đấu trường, đánh một số bot linh tinh các thứ ấy, thì nhìn chung hiện tại con tướng mới con Ela ấy thì mình nói chung là vẫn đánh giá cao nó, nhưng cái khả năng tối ưu cái sinh tồn một máu của nó hiện tại ấy, là do đối thủ mình toàn người khỏe, map thì cũng đã quá cao, đấu trường boss thì gần như bất tử, nên thành ra là gần như cái tối ưu số lần một máu là mình thấy chưa 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 hiệu quả lắm nhé. Còn cái lượng đam sốc to nếu linh tinh thì ok rồi, và tất nhiên là về mình cũng đang thiếu mất cái ảnh chụp nhanh của nó nên mình chưa tối ưu hết cỡ nó được. Nhưng nói chung tạm thời mức độ hiện tại là gọi cho ok được, nhưng mà bảo thực sự là nó quá là mạnh đến mức mà bất tử linh tinh là hiện tại chưa đạt được ngưỡng đấy nhé, mà nó chỉ gọi là mạnh so với những con tướng hiện tại thôi. Và bây giờ chúng ta quay về số cái tính năng mình đang kẹt, ví dụ mình quay về cái chỗ này, mình quay về chỗ map mình đang kẹt, bây giờ mình đang kẹt map 42 gạch 40, qua map này coi như hoàn thành chưa 42 mà không biết có qua được không. Bây giờ sau khi nâng cấp xong thêm hiện tại ở đây vì cái này bất tử hơi kém này, mình tạm thời đang để tạo con Maya đan xen cùng con này để hy vọng sẽ bất tử được để sống lâu hơn tí xíu. Vẫn đang dùng con tanh bóng tối để tối ưu sự liên kết giữa hệ, và vẫn đang sử dụng con tanh ánh sáng và con Alisa. Nói chung là bên ánh sáng thì mình thiên về hiệu, thì có hai con thiên về hiệu ứng choáng và một con thiên về khả năng bất tử một máu. Còn bên bóng tối thì một con vừa tanh vừa hút sát thương vừa kiêm cả đam, một con thì sốc đam to đấy, thì hy vọng sẽ đánh được.
Còn hiện tại con KDL thì tại vứt vào cũng khó thì nó đi chết khá sớm ấy. Nên thôi đánh thử tí xem sao nhé. Còn không win được cũng phải chịu thôi, vì đây mình đang ở map rất là cao rồi. Nên mình cũng khó thể kỳ vọng quá nhiều về tướng ấy. Còn nó lên được nhiều sao thì máu nó trâu hơn thì khả năng sinh tồn nó cao hơn tí thôi. Nhưng mà địch nó khỏe quá thì nó vẫn chết thôi. Chưa gì đánh nó gần hết máu rồi này. Vừa được buff thêm tí máu, không biết sống được bao lâu. Dàn tướng gắng gây choáng nhiều một tí để bảo vệ những con quan trọng này. Thì con này đặc thù nó mạnh khi nó giết chết được tướng địch thôi. Mà mấy cái map cao thì tính nó khá là trâu, hiện tại chưa giết được. Chẳng qua được cái đoạn đầu một tí là con Maya tướng búp thêm thì hiện tại đang lại phun lại máu được rồi. Nhưng mà kết liễu được địch chưa thì vẫn chưa kết liễu được con này. Địch vẫn đang rất là dai dẳng. Nó vừa giải quyết xong cái mạng đầu tiên của con Alisa. Nó trở về trạng thái một máu rồi, nghe chuyện rất là căng nhé. Khi khả năng sinh tồn hiện tại rất là căng đây. Nói chung là khó, nói chung là map nó khá là khó rồi. Nộ được nhưng mà cũng chưa giết được, con địch nó quá trâu. Cuối cùng vẫn là con Riddle với lại con Alisa sống cuối. Mà Alisa vẫn là con sống trâu nhất. Nói chung hiện tại vẫn chưa được. Tiếp tục ở đây bây giờ mình thử cho vào con Gadiel đi. Bây giờ có lẽ mình thử hy sinh con bóng tối ra đi, mình cho Gadiel vào trong đi. Để cho hai con ánh sáng coi như làm kiêm luôn hai con tanh. Mấy con này cùng hỗ trợ cho xem thế nào đấy. Nói chung cứ thử linh tinh tướng đi xem có win được không, không win được thì thôi. Còn win được thì tốt, không được thì thôi. Phải cảm giác là trong trường hợp này có thể DOT vẫn cần hơn. Nhưng mà đánh chết khá sớm, chưa kịp ra đòn nó chết rồi. Nói chung là hai con mình kỳ vọng nhất, một con sốc đam to, một con gây DOT nhiều chết sớm rồi. Nói chung là map vẫn quá khó. Nó vẫn phải cần con Alisa thật sự quá khỏe thì mới gánh được. Hiện tại chưa đánh sang được team 2 cơ. Như vậy là một con tanh thì hút sát thương không đủ ấy. Vẫn phải chơi hai tanh. Rồi ok, map nó hơi khó để nếu mình mò mẫm mình đổi linh tinh sao. Bây giờ mình lại quay trở về đấu trường mình xem tí khi lên 10 sao rồi. Ví dụ mình vào đây mình khiêu chiến một chút xíu. Ví dụ Ari gặp lại Ari tiếp nhé. Bây giờ 10 sao đây Ari đây hiện tại. Ví dụ mình để Maya hỗ trợ thêm tăng khả năng sinh tồn của này đi. Mình vẫn để hai con tanh với Alisa nữa thử xem sao nhé. Nhà dàn tướng mình đang chơi đây hiện tại là cũng có được 4 con 10 sao đấy. Vẫn rất tiếc con Nini Lili là mình không lên kịp 10 sao đợt trước ấy. Đợt đấy nhỏ ăn bảo hiểm nhiều quá không cố sao được. Thì dính hiệu ứng hơi nhiều. Nói chung mình đang dùng may ra khả năng bất tử nó để quán câu kéo thời gian sống cho cái con đột kích của mình nó xông vào nhé. Còn thực tế nó có sống được lâu như thế không chịu. Tại vì nãy giờ mình thấy cũng chưa sốc chết được con nào. Chỉ gọi cho là sống dai hơn thôi. Nói chung đánh nó tương đối dai dẳng hơn xưa. Bây giờ không có trò kiểu vào phát khử địch luôn nữa. Bây giờ nó bị lệch nhau rất nhiều rồi. Nói chung là con đột kích nó vẫn chết đầu tiên nhé. Ela vẫn chết đầu tiên. Bây giờ lại chờ Alisa thôi. Bây giờ có mỗi mình Alisa gánh tận bao nhiêu con này thì phát này có vẻ không ăn thua rồi. Phát này có vẻ không không khả thi nhé. Có lẽ như vẫn phải cần con Fancy rồi. Bởi vì mấy lần trước mình đánh có Fancy. Bây giờ khi mình bỏ con Fancy ra thì hơi căng một tí. Nếu mà đánh thử sau roll một tí. Có lẽ là cái giảm đam búp tốc cái thứ đó vẫn còn quan trọng hơn là cái bất tử mà vẫn không giết được địch. Đánh nó phát này chắc là cũng thua thôi, sau đó có thể mình sẽ thử lại cho cái Fancy vào lại. Để làm sao cái đội hình nó có tỷ lệ thắng nó cao cao một tí chứ không để kỳ vọng thắng 100% được. Nhưng sao tăng cái cơ hội thắng một tí. Nói chung thì thường mình sẽ giải quyết được bốn cái con của Nick Sauron nhưng mà sẽ thua con Alisa và Sauron. Con Alisa 12 sao nó vẫn khác biệt lắm. Nên mình vẫn thua con Alisa và Sauron đúng không? Bây giờ mình thử cho cái Fancy vào nhé. Làm mới chút xíu mình tìm Ahri với Sauron thôi. Tìm hai bạn khỏe đấy. Đây Ahri nhé. Ahri đây nhưng mình sẽ đẩy vào. Mình sẽ bỏ con này ra mình cho con Fancy này vào. Rồi xong cho tấn công nhé.
Liệu có khá khẩm hơn không? Mình dính khá nhiều bất lợi nhé. Ở chết hơi sớm nhỉ. Đánh thì nghĩ có thể có hy vọng thắng được nhưng mà nó chưa sống như mình kỳ vọng, này chắc bị lỗi hiển thị ra 415 ở đây trong khi nó đã chết mất rồi. Nói chung đánh thì vẫn thắng nhưng mà nói chung là nó chết vẫn hơi sớm. Rồi ok, giờ thử tìm phát sau roll xem nào. Nói chung là bạn sau đôi hiện tại là con người duy nhất trong server con 12 sao thì phải. Rồi đánh thử phát, đánh nốt phát này xong rồi quay về chế độ khác nữa. Vẫn bị sốc chết rất sớm. Rồi ok chưa được đúng không? Nói chung đánh là tầm này mới chỉ là về coi như bây giờ mạnh nhì server thôi, mất cái ngôi vị mạnh nhất. Thế tiếp tục lại chờ cơ hội khác để lên tiếp. Và bây giờ mình quay về chế độ khác cũng sẽ tương đối khó, ở đây là cái chế độ của cái tháp VR. Cái mô phỏng VR hiện tại chế độ gần như có lẽ là khó nhất trong các chế độ PvE của game. Thì bây giờ hiện tại mình có thêm con tướng rồi, mình xem liệu có cải thiện được không. Ví dụ như cái cửa 8 là được có 3 sao, ví dụ được có 2 sao, mình có điều chỉnh lại một chút xíu. Thì giờ thêm được tướng nữa rồi thì mình sẽ xem nó thay đổi tí. Ví dụ bây giờ có team ánh sáng bóng tối rồi thì sẽ hy vọng nó sẽ khỏe hơn. Thì sẽ gỡ hết mấy tướng này ra xếp lại từ đầu nhé. Đầu tiên là team ánh sáng này. Bây giờ ta có con tanh này, con Alisa này, ta có con Maya này, ta có thể chơi thêm con Hana và con Wendy đúng không? Thì team ánh sáng coi như là quá mạnh đúng không? Tiếp tục là team số 2, đây bây giờ sang team bóng tối. Team bóng tối ta có cặp Nini Lily. Thì ở đây hiện tại mình hơi có vẻ bóng tối bị hơi nhiều buff nhỉ. Hơi nhiều buff một chút xíu. Ví dụ mình đang có ở đây là con đột kích này, cái này cho lên đầu sợ nó sốc chết sớm. Nhưng mà thôi, để thêm buff là con Coco này, con Fancy được hai buff này. Con Huyễn Tưởng vứt vào cho nó vui thì vứt, mà không cho con tanh này vào. Thôi vứt con Huyễn Tưởng vui vui đi. Nên tí nó chắc phải lên nâng cấp một tí. Và tổ team cuối cùng là team Tạp Nham, là team liên quan các hệ, ba cái hệ này. Ba hệ này đây hiện tại người ta sẽ có một số cái tên nổi bật, ví dụ như tanh nổi bật là có con đây Lulu. Lulu nổi bật của trong cái dàn tanh. Ngoài không tanh bây giờ hết rồi, chắc là tiếp tục cho tiếp con Luna. Luna là con cường tập thì sức chống chịu nó cũng cao. Nó tổ đến con gà này của bên hệ hỏa này, con Gadiel ở bên hệ thủy này. Team nó hơi Tạp Nham một chút xíu nhé. Thôi chắc cho thêm con cường tập nữa đi cho nó dễ sống. Xác nhận lại chút xíu nhé. Còn giờ trước khi đánh thì ta chui ra ngoài ta cho kế thừa cái con kia vào tí đó. Ở đây có cái con bóng tối trước là mình quay vu vơ nó ra nên mình cũng chả biết nó mạnh hay yếu, nhưng mà hiện tại giờ không có tướng lắp tạm và trang bị nhanh một tí xíu rồi nhé. Nó trúng đồ gì trúng thôi, lắp tạm đồ một tí vào. Sau khi lắp bừa tí vào xong thì mình vào đây cho nó kế thừa cấp một tí. Thì trong giai đoạn đang thiếu tướng này có cứ dùng tạm thôi, còn nó mạnh hay yếu ta sẽ xét sau. Thì bây giờ cũng không thể đòi hỏi quá nhiều được. À, lắp vào đây nhé, lắp con đây, lắp con này vào đây kế thừa cấp nhé. Là ok xong đúng không? Tiếp tục ở sang bên này chút xíu nhận tí quà chỗ nhiệm vụ này, chỗ thành tích này nhận tí quà thêm cái dương này. Bên cạnh đó mình vào cái chỗ hợp thương tác chiến này, mình nâng tí chỉ số cái đột kích lên tí xíu nữa nhé. Tại team mình lần trước mình nâng được cái cường tập khá cao với cái tanh lên 20 rồi, mình cố nâng tiếp cái đột kích này lên được 20 thì tốt. Không biết lên 20 không, 19 rồi, thiếu một tí xíu vẫn chưa lên được 20, là nâng thêm chút cái đấy này và những cái khác để nguyên. Sau đó là quay trở về trong cái tháp mô phỏng đấy. Mình xem liệu có vượt qua được cái cửa đang khó. Đầu tiên là thử xem được 3 sao cửa 8 rồi đó. Tại vì các cửa từ 1 này, 2, 3, 4, 5 này, 6, 7 đều được 3 sao rồi. Thử xem có 3 sao cửa này không nhé. Rồi bây giờ mình đã định hình rõ ràng được team ánh sáng và team bóng tối. Bây giờ vẫn vào cái team cuối cùng là team tạp nham các loại hệ. Nên xem tình hình thế nào. Tại chế độ này đi được con quà sẽ khá là ngon. Nhất nhất là ngon trong giai đoạn đầu này. Và hy vọng sẽ đi được. Chứ đang bị yếu quá nhiều so với các thứ khác rồi. Team đầu tiên rất là tự tin, Alisa nó khỏe lắm. Chủ yếu mình quan tâm là cái team hai team sau vận hành thế nào đó, đặc biệt là team cuối cùng. Còn team này thì sao, hy vọng nó vẫn sốc được chứ, vì mình lên 10 sao thì mình để nó đứng trước thì hy vọng nó vẫn sống được.
thế mình có con Ninilili nó hút bớt sát thương thì hy vọng sống được. Nghĩa là thấy là chưa bị xây xác nhiều. Con Ela vẫn đang sống được. Nó mà gánh ở cho mình cái tháp này thì tuyệt vời. Thực ra địch đang không to lắm, chẳng qua là đôi khi ta không có nhiều tướng để kết hợp. Ở đây mình chơi vậy coi như mình dùng con Vency là mình cũng kích full được cái hệ của bóng tối rồi đấy. Là dùng team 5 con bóng tối đấy. Hy vọng là full, với việc full chỉ số này nó sẽ trụ được, không bị chết tướng. Còn giờ đánh cái vẻ tốc độ đánh vẫn là hơi chậm, kiểu là giác địch cũng trâu quá chưa kết liễu được. Bắt đầu ra giai đoạn này sắp sửa kết liễu chưa? Bắt đầu kết liễu những con đầu tiên rồi. Nói chung là thắng thì chắc thắng được, nhưng một số lượt chắc hơi nhiều. Tại không kết liễu nhanh thì con La đi xa được. Tính ra bên bóng tối mình đang thiếu một con cường tập để sốc sát thương, mình đang thiếu con cường tập. Nó tiếp tục sang tiết cửa cuối cùng nhé. Cuối cùng thì mình hy vọng là con Gadiel sẽ sống được để ra DOT để giết địch cho nó nhanh. Đây nghĩ là những con tướng tốt nhất trong team mình đang có rồi. Ồ đánh đau ấy nhỉ. Gadiel có phản công được không đây? Mới chết một tướng thôi, cố lên nào. Ui, đau quá. Nghe chừng cái team cuối có vẻ không ổn lắm nhỉ. Nó đánh đau quá. Như vậy là mình đánh như vậy, nếu mà giải team theo kiểu đúng một hệ chưa được, bây giờ chơi kiểu phân tán team đi. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại chút xíu nhé. Có thôi ấn nhầm rồi. Thôi lỡ ấn rồi xem lại lần nữa nhé. Tức là thay vì việc mình để cho cùng một hệ, mình sẽ tách bớt một số con mạnh của hệ ra. Ví dụ team 1 Alisa khỏe rồi thôi, mình có thể chia bớt cái con tanh với lại con một con Mayra sang team khác. Mình giữ lại mấy con ánh sáng nhất định thôi. Tương tự như vậy các team sau, mà team team sau thì thấy cũng không khỏe lắm. Nói chung mình sẽ giải bớt đam ra tí để phụ trợ cho team cuối. Chứ còn team 1 thì nó lại hơi thừa đam rồi. Mình tưởng đợt này ra cường tập thì mình lấy con Pixel hay con gì đó. Nhưng hiện tại nó lại chưa ra cường tập. Đánh chủ yếu đánh hơi lâu nữa. Cái team cuối là sao mà sống được mấy con huyễn tưởng ấy, đánh với đau. Nó chết sớm quá thì cũng khó. Team cuối cùng dễ nguy cơ chết sớm, phải điều chỉnh lại team một chút xíu. Team này mà con Gabriel ra chiêu được nhiều, nó choáng nhiều linh tinh cái thứ này, Luna hay con nào cũng được. Nó có mấy con gây choáng, nó choáng được nhiều tí rồi cũng mạnh phết đấy. Rồi, quan trọng mình là bị choáng phủ đầu trước mới đau chứ. Rồi điều chỉnh lại team này chút xíu nhé. Rút con này ra. Rút thêm con này ra bảo kê cho cái team cuối đi. Team cuối hiện tại giờ sẽ bỏ bớt ra, thôi bỏ bớt con yếu yếu, con này yếu này bỏ ra này. Giờ bớt ra hai con này. Đấy, đẩy, không đẩy con gà đi hỗ trợ team kia đi. Thì chỉ cần cái này sống được cho con Gadiel đánh là được mà. Đây có hai tanh này. Có thêm Luna con Gabriel thử để vây xem sao nhé. Còn team bên này có thể mình hạ bớt cái con này ra, mình cho con gà ở đây đánh củ, mình đẩy con gà lên trên này đi, con này xuống dưới dưới thì tí xíu. Đây team này để vây nhưng còn lại thừa thiếu bao nhiêu vứt về team đầu. Team đầu đây hiện tại mình đang ở đây, còn đây cho thêm con này vào búp ánh sáng ấy. Còn lại một slot nữa nên để con nào thì mấy con này yếu như nhau cả. Có để ta con này lên tí hệ nó con này chả mạnh, con này vứt ra đi, con này cho con cho sừ con này đi cũng được. Rồi để vầy đánh thử xem sao nhé. Tại cái team 1 mình xác định Anissa nó gánh là chính mà. Tấn công nhé. Như cái tháp là cái chế độ khó nhất rồi, phải giải quyết được cái này mới nhẹ đầu được. Mà có thể vứt ra phải tướng kia chết sớm quá nhỉ, thì lại không đạt được cái điều kiện sống tướng. Chứ đánh thì vẫn win được nhưng mà có vẻ cái điều kiện tướng nó bị mất cái một sao này, như vậy đánh 3 sao thì không đạt được, thế mới dở đấy. Nhưng tôi cứ giải quyết tạm xem nó win được cửa tiếp theo chưa đã, không có thể đẩy bớt con Coco lên team 1 đi vì team này hai cái bút tốc cũng chả làm gì.
Còn đánh thì nghĩ là đam sẽ nhanh hơn rồi. Đấy, đánh nhanh hơn rất là nhiều. Thế con gà đánh cùng sẽ nhanh hơn. Xem cái cửa cuối sống được chưa đấy. Đánh thì chắc là win rồi đấy, nhưng mà có cái là nó chưa được ok lắm đấy. Giờ đây tiếp tục mình điều chỉnh thêm chút xíu nhé, mình vào đây mình sẽ điều chỉnh lại tướng tí. Giờ mình sẽ đẩy, ví dụ mình bỏ con này ra, bên này mình bỏ con Coco ra, mình để Coco lên team đầu, lấy bút tốc cho team đầu. Tiếp tục là bên này mình vừa vứt ra một con nữa thì có thể cho bù con này vào vậy. Team cuối thì mình bảo kê về cũng tương đối ổn rồi. Thực ra hơi bị mạnh quá rồi. Bây giờ team này có thêm được con gì nữa không nhỉ? Cũng khó nhỉ. Bây giờ không có con nào tanh cứng cứng ở trên này tí. Có team nào hơi thừa tanh không ta? Team này là hai con tanh. Team này là một tanh một con này. Lẽ cho con cường tập sang bên này. Không, vẫn phải bỏ con này ra cho con này về lại đi. Nếu con may ra nhây nhây kia rồi. Cho con này về lại tí không nó vỡ 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 tim đầu cũng chết dở. Đây đẩy con này lên. Thì có đủ được coi như cường tập với cái tanh coi trò gánh ở trên đi. Tiếp tục là sang team bên này. Team bên này gần như vậy là ok. Mình nghĩ là cũng tương đối ổn rồi. Rồi sang team phía dưới cùng này bây giờ. Thôi lắp con này coi như kích hệ cỏ tính được. Thôi đánh vậy thử xem sao nhé. Cứ thử dần dần thôi. Nếu cho được win thì không có khó cho cái cửa đã qua rồi. Nhưng quan trọng sao là win làm sao được full sao nữa. Mà thật ra nếu vứt con này lên lại cô vứt xuống tìm dưới cũng được. Không vì đời nào mình chả vứt con này lên rồi. Để sao mình bảo toàn tướng nó không bị chết quá một con ấy. Tôi sẽ team số 2 nhé. Thì số 2 hơi thiếu khống chế thì vậy. Team này chắc sẽ win được thôi, chắc không chết tướng đâu. Rồi bây giờ team cuối cùng. Ở đây thì mình mới ấy được nhắn được với bạn Sauron một chút xíu, mình sẽ điều chỉnh này tí, mình test thử tí là hai thằng bỏ con Alisa này test thử cái con tướng mới xem. Bây giờ Alisa nó mạnh quá nó sốc chết luôn đấy. Nên tí nữa thì đánh xong cái này phát mình sẽ xông ra bên đấu trường tí để hai ông đánh nhau trong trường trạng thái là không có Alisa để xem cái con mới có thể hiện được không. Còn team bên này sẽ có chết không nào? Đang dùng với con Maya để bảo kê một máu một tí nhưng vẫn chết tướng. Đừng đừng ui rồi vẫn chết nhiều lắm. Như vậy nói chung là cứ cứu team này chết team kia nhé. Nếu chấp nhận hy sinh thì không được phun sao thì có thể vượt qua được. Rồi tiếp mình căn lại tiếp, bây giờ quay về đấu trường nữa. Bây giờ mình quay về đấu trường đây mình tìm sao đôi một chút xíu nhé. Hưu chiến này. Làm mới này chút xíu này. Cứ kiên trì làm mới kiểu gì cũng thấy. Đây sao đôi đây rồi này. Thì ở đây hiện tại đây team mình nó để vậy là mình không có sử dụng con Ali à đây bỏ con Alisa ra. Mình cho con Maia vào đi. Là chơi team chơi kiểu này đi. Là kiểu là ba con bóng tối, hai con ánh sáng. Còn bên kia là ta đã bỏ ra rồi nhé, mình sẽ tấn công thử nhé. Mình xem không có Alisa thế nào ấy mà. Ví dụ đang dùng xe Seraphine là con tanh rất là trâu đợt vừa rồi, rất nhiều khiên này. Thì giờ bỏ ra xem thế nào. Chứ để hai con Alisa vào cho nó lấn át hết các tướng khác rồi.
bị con Gabriel choáng vỡ mặt rồi. Chả lẽ vứt con Gabriel vào choáng lại. Tính ra tình hình mới toi hơi sớm. Đi test con đấy, cuối cùng thì con Riddle là con sống lâu nhất với đau ấy. Chưa được rồi. Chắc chả lẽ chơi ấy vào. Chờ tí để chỉnh lại tí. Bây giờ mà bỏ Alisa chả biết thay con nào. Chả lẽ bỏ con này vào, bỏ con bảo kê ra. Thì lắp con này vào 10 sao. Percy chắc không dám vứt rồi. Để con này vào không có bảo kê sợ cũng không sống được. Thôi đánh thử phát sao. Thấy con Galiel đánh nó vừa DOT nó vừa gây choáng thôi. Nãy vừa bị ăn choáng hơi nhiều. Nói chung làm sao đó để cho cái con mới nó sống được, nó ra đòn ấy, mà coi chừng cũng khó khăn quá. Cũng ăn hơi no hiệu ứng một tí rồi. Mình thấp tốc hơn thì ăn choáng trước rồi. Nói chung thì tại tốc hơi đuối ở bên kia nhé. Nên đâm ra con cần ra chiêu nó không ra được chiêu. Nó chưa bỏ Alisa rồi, con kia nó khống chế nhiều quá cũng không ra gì được. Để ra khi mà bây giờ nó chết sớm vậy thì chắc chắn là cái sát thương nó không lớn được rồi. Bây giờ cũng hơi khó test nhỉ. Giờ test bây giờ mà nói chung là tầm này cũng hơi kỳ, bỏ Alisa thì cũng không hợp lý lắm. Bây giờ thì thoa con nào phải thay nhỉ? Khó đấy. Nhét từ Alisa vào xem như này thắng được. Nếu mà lầy lét Alisa vào. Chơi vậy có vẻ nó không cân sức lắm. Để cho Alisa vào sốc một phát là mất khá nhiều máu. Mình chỉ sợ cái là sợ Alisa là đam chính luôn đấy. Ví dụ đây xem chỉ số nhé. Đây Alisa nó cần chính bả rồi. Ừ. Nên nói chung thì hiện tại giờ nếu mà so sánh cái thứ linh tinh thì hơi khó so nhỉ. Tức về mặt kỹ năng thì cảm giác con này nó khá là ảo, nhưng trên thực tế đánh thì nói chung là vẫn không 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 lấn át được Alisa. Và có bản sự có con Percy búp thêm linh tinh cái thứ rồi nhưng mà khó. Nói chung là nó chỉ là mạnh khi mình chia thành các team theo hệ ấy, thì nó là con mạnh thôi. Chứ còn nếu mà chơi một team mà đan xen vào hiện tại thì có lẽ phải chờ đến tiếp 11 sao thì với mức độ 10 sao thì thực sự là chưa chưa lấn át được nhé. Bây giờ nếu mình cũng bỏ Adisa giống như trường hợp Sauron ấy, hai thằng cùng bỏ Adisa ấy, thì gần như nó cũng bị khống chế sấp mặt và chết thôi. Còn nếu mình lắp thêm Adisa bên kia không có nữa rất là vô lý, tại vì trên thực chiến kiểu gì Sauron chẳng phải để Adisa đâu, chẳng qua đây hai thằng nhắn tin cho nhau bỏ thôi, thì đấy mình cho người xem một số cái thực tế thôi. Còn tất nhiên đánh thì vẫn giúp mà rất là mạnh, tại vì giúp mình đi thêm được ít map rồi, tức là vẫn giúp mình mạnh lên rồi, nhưng mà để mạnh lên cách kinh khủng như mình kỳ vọng hiện tại là vẫn chưa đạt được. Chưa đạt được mà mình sẽ cố gắng chờ lên tiếp 11 sao thử lại tiếp. Còn tôi tạm thời giờ lắp lại đội hình bình thường thôi, chứ còn đánh bây giờ một hai ông quá khoai gai ông quá đi xa, bây giờ bỏ hết ra thì nó rất là vô lý, lắp lại đội hình như bình thường Đủ 5 con bóng tối thôi. Bóng tối đủ 5 con nữa, năm bốn đủ không? Thử gắn nghe 5 con bóng tối đây, mình sẽ test thêm phát đủ 5 con bóng tối đi. Đây đây 5 con bóng tối nhá, thì đây mình sẽ có là, nhưng mà toàn là búp là chính thôi, nó cũng chả có thế đâu. Đây ví dụ dành cho cái này làm tanh thôi, tại vì giờ vai trò nó không còn nữa. Đủ 5 con bóng tối thì ra nó kích được chỉ số, nhưng mà hiệu ứng thì nó cũng chả có nhiều đâu. À quên, đánh cái thằng bạn này yếu quá, phải đánh sau đôn. Đánh bạn này thì đơn giản quá, mình đã đánh nhầm người rồi. Đánh bạn này kể cả mình bị khống chế mình chả thuốc chả chả chết được. Tại bạn này kiểu chơi nhiều vé lên top 1 chứ không phải là mạnh lên top 1, mà chơi nhiều vé top 1 thích đánh xuống mà đánh được nó hơi tốn công thôi. Tìm sau đôn phát nữa chứ. Để thử cho bạn trường hợp đây là full bóng tối, như thế là bóng tối của mình cũng không có phải con nào cũng mạnh đâu. Trong cái team bóng tối hiện tại của mình này, ra chỉ có Pam Percy có vai trò này, Ninili có vai trò và con Ela có vai trò nhé. Còn Coco hiện tại nó hơi thừa thãi trong cái việc có con Pansy rồi. Con này trước mình quay Vuver ra trúng rồi nên cũng không có gì cả. Thì đấu trường test nốt phát này xong mình quay trở về cái phát mô phỏng tiếp.
Thế đây là team này, team full bóng tối. Nhưng mà full bóng tối nhưng mà chỉ có 2 đến 3 con xịn nhé, còn 2 con hơi phèn tí. Bóng tối thắng rồi à? Đồ Full bóng tối có vẻ đánh lại tốt hơn rồi. trầu ấy đấu chết à ha. Để thử vài lần nữa chắc ăn đi. Tôi sợ một lần nữa tính là ăn may. Đây, xem qua thông số thế này chắc chắn là con này đam to nhất rồi đúng không? Ôi cái con phèn phèn trông to nhỉ. Con huyễn tưởng này trông phèn thế mà sao anh đam to đấy. Mình đọc kỹ năng con này thấy khá bình thường nhé, nhưng mà thực tế ở đây thấy là con to nhất thì vẫn là con đột kích mình dồn chính rồi, con này to cũng tương đối to. Bây giờ thử thêm lần nữa, mình cần đánh nhiều lần một chút xíu. Nhưng mà đây vẫn nói câu chuyện là đánh ở bên bên Sauron nó không để Alisa nha. Còn nếu mà Sauron để Alisa là câu chuyện nó khác nha. Thế rồi gặp tiếp đánh thêm phát nữa này. Một phát chết con sau kìa. Có lẽ là do Fancy nó búp cho 5 lần nhé. Búp 5 lần chỉ số mỗi cái 5%. Rồi. Vậy nó full tim bóng tối Vậy luôn như chứ vậy thì nó muốn chơi con này phải chơi 5 con bóng tối thì cũng áp lực đấy. đó chạy một chiêu chết con. Như vậy là nếu thực sự bóng tối nó khỏe này ấy, thì cũng nhiều khả năng là ta cũng không được phép chơi đơn lẻ nó. Phải chơi full một hệ thôi. Mà full một hệ vì ngoài các bạn top đầu tư ra thì nghe chừng là số lượng lớn người chơi sẽ khó đạt được cái mức đấy đấy. Rồi tiếp rồi mình sẽ đánh test thêm nữa nhé. Đây gặp Sauron tiếp đánh thêm tiếp này. Đánh liên tục một tí xíu và đánh nhiều lần cho nó thực tế. Tại vì cái game này có hiểu cái yếu tố gây choáng rất là hên xui. Chúng ta đánh một lần nó không thực tế. Hôm nào lên 11 sao thì đánh thử Sauron có Alisa xem mình có sốc được không. Còn hôm nay chắc là Alisa vẫn sốc chết thôi. Nhưng mà nếu đánh trường hợp người ta không bỏ Alisa ấy, thì hiện tại có vẻ nó đang khá to. Tại vì đánh vỡ cả khiên rồi vẫn chết luôn con. Nhưng mà đây phải có sự hỗ trợ con Fancy nhé. Fancy và đi cả 5 con để bóng tối hết nhé. Còn nếu mà đi lúc nãy mình đi đan xen Alisa vào thì đéo chết được. Chứng lo năm bóng tối con này quá khỏe đánh áp đảo Nên tính ra bây giờ nếu mà tách team ấy, thì có thể team bóng tối mình đang mạnh hơn team ánh sáng ấy. Tại Alisa cũng không sốc chết được kiểu đấy đâu. đánh thử Airy Mình vẫn đang đi tìm Ahri vẫn chưa thấy. Toàn ra Sauron. Thử tiếp đấy. Nói chung gặp ai thử đấy nhé. Nhưng mà team thế này thì rất hợp với Sauron đầu tư, mình biết chắc chắn ông này sẽ lên. Mấy ông top với nhau lạ quá gì nữa. Chẳng qua bạn ấy chưa đầu tư, kiểu bạn chưa lên thôi, nhưng mà kiểu gì bạn cũng sẽ lên. Mà bạn Sauron thì chắc chắn là chơi 5 con bóng tối, chắc chắn Sauron 5 con bóng tối của bạn sẽ mạnh hơn mình. Tại vì mình là thằng dồn team ánh sáng, sau bây giờ mới sang team bóng tối. Còn Sauron ngày xưa là dồn team bóng tối, bắt đầu chuyển sang team ánh sáng. Nên chắc chắn là con số con bóng tối ngon là nhiều hơn mình. Mặc dù dính rất nhiều hiệu ứng, liệu phát này có win được không? Vì phát này bị khống chế khá nhiều này. Phát này khống chế khá nhiều nhưng vẫn đánh rất đau. Thực sự bạn như vậy là 5 bóng tối đánh rất đau nhé. Nếu mà xác định muốn chơi con này khỏe hơn là tới phải lấy thêm vài bóng tối kia lên nhiều sao hơn nữa thì mới kết hợp cùng mới vui được. Thế tổng mình đang muốn tìm Ari phát mà vẫn chưa thấy Ari đâu. Ari ở đâu nhỉ? Mình đang cố gắng tìm thêm phát Ari, toàn cặp Sauron. Thôi bỏ qua Sauron nhé, mình sẽ tìm sang Ari. Vì Sauron nãy giờ đang thắng liên tục rồi. Như vậy thì gần như xác định là nếu không có Alisa và chơi được full team bóng tối rất là khỏe. Còn có trường hợp Alisa thì mình xem mình cố được 11 sao không? Đây Ari này. Ari ở đây sẽ có Alisa. Ari ở đây có à, mới mới lắp thêm con bóng tối à? Ok nhé, thì bạn sẽ có bóng tối 3 sao. Đi cùng, nhưng bạn này có hơn mình con tanh. Còn với con Seraphine. Còn con này bạn chỉ lấy để búp thôi. Còn Alisa bạn 4 sao. Tấn công thử nhé. Nên chủ yếu là mình muốn tấn công những người có con Seraphine ấy. Chứ mình bị thua vì cái khiên rất nhiều. Đây người ta vừa búp lên khiên. Bây giờ xem đánh đấm thế nào. Hay gặp Alisa vẫn đập cho tắt điện. Có phải phát này không bằng phát trước nhỉ? Trường hợp này có vẻ không được rồi. Nên trường hợp này hay hay là lấy Salon nó để Pepsi không nhỉ? Nhưng mà nãy Salon có để con Pepsi không nhỉ? Mình xem đây đội trước một tí. Có Percy rồi sao mình cảm giác đánh Sauron rất thấm, đánh Ahri không thấm mấy nhỉ? Mà với Ahri nhá, mình chơi đan xen Alisa mình lại thắng được. Nhiều khi test xong chả hiểu lắm. Trường hợp này không hiểu nữa. Tại vì đánh Sauron mình thắng rất đậm ấy. Thế chơi nhiều sao quá, bên kia nó áp đảo thứ sao rồi đó.
Để thử lên AI phát nữa nhé. Đây mình sang thử AI phát nữa này. Thời gian nó liên quan việc để mình chốt đội hình sau này nên dồn con nào thôi, chứ bây giờ muốn cũng chả dồn được. Hết bốn nó sao rồi, hết bốn nó phôi rồi. Đây Ari tiếp này. Lượt thì chả tiếc đâu, điểm chỉ tranh nhau chút điểm, ít chút quà không quan trọng. Quan trọng là đánh thử tí thôi. Nhưng quan trọng là sang bên này mình cảm giác mình không sốc mà phát chết được. Hay đấy, ông sao đâu, ông đổi nhanh, ông không lắp đồ cho mấy con kia vậy. Mình đang nghĩ là sao đâu để mấy con kia đéo có đồ ấy. Chứ thằng quái gì bây giờ, ông kia mạnh hơn ông này mà ông kia mình sốc phát chết được, ông này không sốc được. Con này chết sớm. Đấy, đây có chút xác suất nữa mình nó không biết là có để đồ không nhé. Kéo này sau để đầu bị đánh trúng chết sớm. Mình hơi hoài nghi chút xíu, tại sao vô lý lại thể sốc được lệch nhau như vậy. Tại vì nó đánh một cái con gì ấy, con bóng tối mà viễn tưởng nó cũng gần chết mà. Đây thử Ari tí nữa. Cho cô hy sinh trước. Mà ra bão con này không chơi con này cũng tẩn phía sau được mà. Thì để sau mình cũng dính đòn. Hay vì ông thằng kia nó cũng ông Ari cũng chơi con tương tự mình. Đang chơi kiểu anh hùng núp nên núp phía sau. Hồi hộp quá không biết có sống được không. Nó phải rỉa chết một con đầu tiên mới yên tâm được. Để mình lấy thêm cái bất tử. Nó bỏ mẹ lại chết rồi. Thì chắc là quỷ con Alisa đấm phát vang ra chết sao. Đúng không? Alisa đấm lại phát chết. Chắc con này Alisa à, không, Alisa có 4 sao là con này này, con ở giữa này. Ánh sáng này. Còn to nhất vẫn là con tanh, đầu phộng đi 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 đi. Mình trước bị đéo lấy được con này làm sao. Đấy một số cái mình test thực tế nhá, các bạn tự xem tự cảm nhận nhé. Thì mình ra mình đôi khi cũng chưa hiểu lắm đâu. Nhưng mà đấy cái mình cho người xem thực tế một số tốt với nhau thôi. Còn thực ra bây giờ mình để thì chắc vẫn phải để đan sen thôi, mình cũng chả cách nào khác. Tại vì để đan sen mình dễ đan sen mình sốc nhanh hơn. Mình sốc là Adisa nhanh hơn là chờ con kia sốc từng con một. Còn thì bây giờ mình thực ra mình để Adisa mình chỉ thua mỗi Sauron thôi, mình chả thua Ahri. Thì sao vậy? Còn rồi bây giờ quay trở về tiếp cái tháp mô phỏng VR, tiếp tục đi loay hoay tiếp cái tháp mình xem có đi thêm được không. Chứ nhiều khi đánh cũng mông lung lắm, rồi ấn nhầm vào đấu trường rồi. Chẳng qua cho người xem thêm một chút cái trải nghiệm nữa nhé. Còn đang đi mò nhé, game nó mới ra, nó cũng nhiều con, nó cũng chưa hình dung được lắm. Bây giờ quay tiếp về cái tháp này, quay tiếp về tháp này hiện tại đây bây giờ là cứ cứ búp team này thì chết team kia mới là dở chứ. Ví dụ bây giờ lại cho may ra về lại team 1 ấy. Team 1 mình lại gỡ con tanh ánh sáng thì mình vứt ánh sáng về tanh với team dưới ấy. Nghe áp lực quá. Ở đây tiếp tục là team bên này mình lại để lại con may ra lên. Cho may ra lên trước làm tanh luôn tính được. Rồi đánh thử xem có khá cầm hay không nhé. Là mình bị vấn đề là sao mình đang muốn xem liệu có mắc được sao hay không ấy. Nhiều cái có nhiều vấn đề lắm. Chưa gì chết mất con Coco rồi. Rồi con may ra chưa kịp cứu Coco chết rồi. Còn đánh thì vẫn sẽ thắng thôi, thắng đánh thì không vấn đề đâu. Thế rồi sang tiếp nhé, vẫn đạt được 3 sao vì mới chết một con thôi. Team số 2 bây giờ có vẻ ổn định hơn các team rồi. Tại bây giờ mình muốn ăn được cái quà ngon nhất của cái tháp mô phỏng VR ấy, mình phải đánh được 3 sao hết cơ. Chứ còn đánh qua cửa đôi khi nó không phun được quà. Nó chỉ hơi phiền mấy con gây choáng tí đó, nhưng nói chung vẫn sống được tướng. Bên này chơi khá nhiều cường tập ấy. Gà chuẩn bị nộ rồi. Nói chung địch ít máu là rất là mạnh cho con Ela. Ela địch ít máu đánh nhanh lắm. Rồi team cuối cùng này. Team này quan trọng nhất là Gabriel nó sống được ra chiêu được thôi.
nó mình nó sẽ cân hết. Giờ sao mấy con kia bảo kê nhau sao sống được, thì để nó choáng con em ta choáng choáng con em la sớm quá là mệt đấy nhá, thối lại chết mất con làm chủ lực sớm rồi. Nhưng team này bất cập lớn nhất là mình không sống được con hệ thủy. Cái con thủy là con đam chính của mình, nó toàn chết sớm này hơi dở. Đánh thì chưa chắc đã thua đâu, nhưng mà nó chưa tối ưu đâu. Với đánh vậy là dễ không đạt được đủ sao đó. Như vậy để giải quyết full sao hơi khó, chắc phải giải quyết theo kiểu đi qua cửa đó. Đi qua cửa thì lại dễ chứ, hiện tại giờ đi qua cửa nhất với cái map này đang dễ. Tại vì map này cứ dồn mỗi con chủ lực trong một team xong bảo kê nhau linh tinh, thì Alisan gánh team một nó chết tướng thì kệ nó ấy. Thì mình sẽ bảo kê hai team sau mạnh hơn. Còn bây giờ có mỗi mình con tanh thì cân hết được không? Nó khả năng gây choáng đấy. Nó cũng có chiêu gây sát thương nhưng mà không to lắm. Nó thiên về hiệu ứng với chống chịu hơn. Nói chung là cái tháp này vẫn tương đối khó nhé. Chắc phải lấy thêm vài con tướng khác nữa mới lên được. Vì hiện tại mình cảm giác mình chưa đánh được full sao, chắc mình chả quay cố đánh mấy cửa sau đâu. Mấy cửa sau mình nghịch chơi chơi đâu. Còn cái này để giải quyết được không full sao để qua cửa mình giải quyết được rồi. Nhưng mà để có thể đi được mắc hay chưa thì chưa biết. Nhưng mà vì xác định không đủ quà được thôi, lúc nào bao giờ mình đi được full hết tất cả các ải full sao thì mình quay các bạn xem sau. Còn thôi đoạn này thì tôi chắc là dừng ở chỗ này. Bây giờ quay về cái map tí sẽ đi thêm được nốt tí map không thôi. Vẫn đang hơi bị kẹt cái cửa này tí xíu. Cửa này bây giờ cho con nào cũng khó nhỉ. Nói chung mình cảm giác nếu không chơi hai tay thì thấy chết vẫn hơi sớm. Và đang tiện đội hình này đánh thử luôn đi. Giết mày già sớm quá nhỉ. Gary em chết sớm cũng dở lắm. Đánh sớm được nó choáng thì kiếm tiếp chút xíu thì tốt. Ra đòn được không? Đã có một máu á. Ra đòn được, choáng không? Không choáng mới đâu chứ. Ra được đòn mà không choáng được. Ủa nó sốc trên mình sớm lắm. Cái lúc mà vả con này sắp hết máu thì con này đã chết mất rồi, không kịp đánh đột kích vào. Bỏ may ra đi. Cho con này vào lại. Cố gắng choáng liên tục đi, thôi lại chết sớm rồi. Nói chung con thủy cơ, con thủy đam to nó không sống được nhé. Bóng tối chết sớm rồi. Nhưng cảm giác vẫn dồn ra đi xa thật nhiều sao ấy, cho mình nó cân hết vẫn là dễ nhất nhé. Còn bây giờ cảm giác chơi phối hợp tướng ấy, phối hợp kiểu gì cũng thua. Là ví dụ bạn cứ đầu tư vào Alisa liên tục lên nhiều sao càng tốt đấy, là bạn đi map nhàn nhất. Còn đi kiểu đan xen tướng là rất nhiều nên còn chờ đợi hiệu ứng cái thứ khổ lắm. Bây giờ mình lại bỏ cái này ra, mình lại cho cái này vào. Mình cứ đánh kiên trì tí xem có cơ hội xác suất là win được không. Mà không được thì nó lại chờ mạnh hơn rồi đánh nữa. Mình mới đang bỏ ngỏ vấn đề lên 11 sao vì mình chưa biết mình 14 ngày còn lại mình có gacha là ra không, nên là mình đang bỏ ngỏ vấn đề 11 sao tí. Mình hy vọng mình sẽ đủ được. Tại vì 11 sao lên nó không khó đâu, nó không khó về mặt phôi phụ đâu, nó chỉ cần ba con 1 sao thôi. Còn lại ba cái phôi chính thì đã có chắc chắn được hai phôi rồi, nên ra chỉ cần thêm một phôi nữa. Gacha đỏ tí là được. Hiểu có sống được không đây? Sẽ sắp hết máu rồi. Cái hiệu ứng một máu anh nhây thêm một tí thôi. Vẫn chỉ còn Alisa với Crystal. Còn mình Alisa. Nếu có nhây không, nếu mà Alisa choáng liên tục là được đấy, mình có cái đang chơi liên kích có tỷ lệ gây choáng nhiều. Cái thẻ của mình, cái ảnh của mình đã để choáng mà. Mình không biết có sống được không. Có nhây được không? Quáng choáng phát nữa nào. Choáng đi. Choáng nào, choáng liên tục vào. Ủa tôi cũng không được. Vẫn thiếu một tí. Hay thử chơi ngông chơi toàn bóng tối tí cho nghịch nghịch chơi chơi trong map tí thế nào. Nếu mình chơi toàn bóng tối thì sao? Bỏ hết mấy con này ra. Mình để cho bóng tối nhiều.
nghỉ chơi tí thôi chứ đánh chắc cũng sẽ chết sớm thôi. Bên đó lại sốc chết đường con. Ui sốc không chết được, đánh như muỗi rồi, nó còn rất nhiều máu. Nói chung đánh PvP thì may ra sốc được, đánh trong này không được. Thậm chí nguy cơ chết rất nhanh. Mấy con này có cứu được nhau không? Chắc là khó đấy. Chết nhanh lắm. Ok nhé. Thôi tạm thời thôi, chắc là cũng chỉ đến lúc đấy thôi. Thực ra mình sẽ kiên trì spam tiếp, nhưng mà mình sợ các bạn xem vậy chờ lâu quá. Thế thôi mình cứ tạm thời kết thúc video ở đây đã. Thì hôm nay chúng mình giới thiệu các bạn thêm chút xíu về con Ela mức độ 10 sao, cũng như là mình có test thực tế một số top trong đấu trường, cũng như đánh thử tí đấu trường, với đánh thử tí cái map, cũng như là đánh tí chế độ VR để cho người xem thêm một tí. Và thời điểm này mình test thì vẫn đang chưa có ảnh riêng của nó nhé, nên thành ra cũng chưa biết là nó có thêm ấy, nó có bá hơn được nữa không. Còn hiện tại bây giờ vai trò hiện tại nó hơi cũng chưa được ưng lắm, nhưng mà cũng không đến mức quá tệ. Để chúng mình tạm thời kết thúc video đây đã. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn lại các bạn các video lần sau. Xin chào các bạn nhé, xin chào nhé.